xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình live stream hàng tháng của tôi. À, hôm nay tôi sẽ live stream trực tiếp từ trang web của Dr. Win Tran trên Facebook. À, quý vị có thể bắt đầu muốn nói chuyện à, và tôi sẽ bắt đầu lấy câu hỏi của tháng này quý vị đã gửi. À, trước khi tôi bắt đầu thì à, tôi xin nói tí xíu về à, chương trình livestream này à, đây là chương trình livestream mà tôi um, gặp hàng tháng với quý vị cũng là nơi mà tôi trả lời những câu hỏi chung về sức khỏe à, tôi nói có một chút xíu à, chú, chú ý quý vị cần phải theo dõi à, thứ nhất chương trình này nhằm giải đáp các thắc mắc về giáo dục về y khoa và các câu hỏi sức khỏe thường gặp những lời khuyên sức khỏe của tôi, của bác sĩ Win, chỉ là gợi ý, không nhằm mục đích chữa trị, và cũng không nằm trong hồ sơ khám chữa bệnh. À, việc đặt câu hỏi với bác sĩ Win là không tạo mâu hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân. Và cái cuối cùng là cách tốt nhất là quý vị nên gặp trực tiếp với bác sĩ của quý vị để thảo luận, và quý vị không nên tin vào những lời khuyên sức khỏe không rõ ràng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào một câu hỏi do trợ lý của tôi đã soạn sẵn rồi. À, quý vị có nghe rõ không ạ? À? Nếu quý vị nghe rõ thì quý vị chỉ việc test nói cho tôi biết là có nghe rõ hay không à, Tôi đang ở, chắc quý vị đang tự hỏi là tôi đang ở đâu à, Tôi đang ở studio của văn à, phòng của tôi Bây giờ tôi có một cái nơi để nói chuyện với quý vị, tôi thoải mái, có đèn, có đủ thứ hết à, Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương trình tháng này là Đầu tiên nhất là tôi sẽ xem những câu hỏi mà trợ lý tôi đã gửi Bác sĩ Vinh có thể chia sẻ về điều trị sẹo rỗ sau mụn trứng cá, phương pháp và hiệu quả có được không ạ? À? Khi mà chúng ta nói về mụn và sẹo rỗ thì chúng ta phải nói tí xíu hơn về à, cái cách mụn tạo sẹo rỗ như thế nào. Thì quý vị cũng nhớ những bài nói chuyện của tôi về mụn là mụn là một trường hợp mà có viêm trong cái tuyến bã nhờn của chúng ta. Khi mà viêm như vậy những cái bạch cầu, những cái kháng thể cơ thể chúng ta tới cái vùng viêm đó và chiến đấu với con vi khuẩn, con này tên là P. acne, thì khi chiến đấu xong á, dĩ nhiên là thường là cơ thể chúng ta thắng nhưng mà để lại cái bãi chiến trường rất là kinh khủng, đó là mũ. và mũ theo thời gian nếu mà không có rút ra hết thì nó sẽ tạo những cái gọi là collagen, những cái mới để tạo nên cái chất bên dưới của da chúng ta. À, theo thời gian thì những cái da này nó lồi lõm và nó gọi là sẹo rỗ quý vị nhìn mặt trăng à, ban đêm à, giống như nhìn lên chúa cội vậy à, thì quý vị hãy tưởng tượng là người mặt mụn sẹo rỗ cũng giống như vậy thì như vậy thì cách nào mà chúng ta chữa sẹo rỗ và các công nghệ hiện nay là như thế nào cái cái đầu tiên nhất mà chúng tôi muốn nói với quý vị là trước khi quý vị chữa sẹo rỗ quý vị phải biết chắc là mụn của quý vị đã hoàn toàn chữa hẳn có nghĩa là không còn viêm nữa có nghĩa là quý vị phải tối đa những cái chữa trị mà y khoa bao gồm thuốc trụ sinh thuốc bôi kem nó tóm lại là phải chữa hết những cái viêm và nhiễm trước khi chúng ta chữa sẹo đó là những cái điểm rất cơ bản mà hầu như bác sĩ da liễu nào cũng biết cái điểm thứ hai là sau khi mà chúng ta biết chắc rằng là chúng ta đã uống thuốc chúng ta dùng hết mọi cách và bây giờ là cái gương mặt chúng ta chỉ còn sẹo thôi không có còn cái tình trạng viêm hay nhiễm nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chữa cách thông dụng nhất hiện nay là tái tạo lại bề mặt một cách nhân tạo tôi giải thích sâu hơn khi mà mụn chúng ta bị sẹo rỗ chúng ta làm như vậy thì bên dưới da chúng ta không có đồng đều quý vị cứ tưởng tượng mà có lớp da như vậy bên dưới thì nó có nhiều cái khác nhau và chính vì cái cái nhiều cái độ dày mỏng khác nhau nó tạo nên cái sẹo lòi lõm nhìn rất là khó chịu thì cách thông dụng nhất bây giờ là dùng laser. À, khi mà laser bước sóng dài chúng ta sẽ xuyên qua và chúng ta đốt cái collagen bên dưới và làm cho cái những cái lớp này nó à, bớt bị co lại. Và cách thông dụng thứ hai là chúng ta lăn kim. Thì những cái vi kim nhỏ nhỏ như thế này chỉ từ 1 cho tới 3 mm rất là ngắn nhưng mà đi thẳng vào và làm những cái tổn thương nhân tạo mà rất là đều giống như chúng ta đóng những cái cọc đều 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 trên da mặt chúng ta thông thường bây giờ là mỗi lần lăn kim là từ 18 cho tới 36 kim tùy vào cái mật độ kim nhưng mà đó là những cái kim mà hay thông dụng trên thị trường. Khi mà chúng ta làm như vậy thì cái kim đó tạo ra những cái tổn thương nhân tạo và da chúng ta sẽ tái tạo lại những cái lớp collagen mới, những cái khung xương bên da dưới mới, cũng như elastin, những cái protein tạo nên cái cái gọi là cái cái khung xương của da mới so với cũ và theo thời gian thì cái này nó đồng nhất hơn khiến cho sẹo rỗ nó mất cái cái rỗ đi mà theo thời gian từ từ nó sẽ bớt một cách khác nữa là chích uh, prp hay là còn là prf là rich platelet plasma thì đây là một trong những cái chất mà kháng viêm rất là hiệu quả lấy trực tiếp từ từ máu chúng ta đây là một cái cách khác được khá là nhiều bác sĩ chữa trị thành công và tôi nghĩ kỹ thuật này cũng đang có tại việt nam thì đó là những cái nhìn chung nhất về trị sẹo rỗ có nghĩa là quý vị cần phải chữa dứt viêm và nhiễm hoàn toàn à, và chưa kể là nếu quý vị bị tiểu đường những cái bệnh mãn tính khác cũng cần phải chữa trước khi mà chúng ta à, đi vào cái giai đoạn tái tạo làn da à, bao gồm những cái bước như tôi mới nói đây là chúng tôi à, dùng laser hay là dùng lăng kim hoặc là dùng PRP rồi cảm ơn quý vị nhé à, bây giờ thì tôi sẽ cố gắng xem có cách nào tôi đưa cái livestream này vào à, cái trang web cá nhân của tôi à, quý vị đợi cho tôi chút xíu nha trong thời gian chờ lại quý vị có thể uh, uh, comment hay thắc mắc vào trực tiếp vào livestream này tại vì tôi cũng đang học hỏi thôi um, tôi xem là mình có uh, thiếu sót gì hay không và ở cái um... Để tôi xem thử xem um... ok chúng ta sẽ bắt đầu vào cái câu hỏi kế tiếp quý vị cho tôi một vài giây để tôi cố gắng share cái livestream này lên à, trang cá nhân của tôi nha à bây giờ thì tôi thấy rồi Ok, rồi bây giờ tôi uh, sẽ tiếp tục ở phần câu hỏi thứ hai nha quý vị. À, tôi vừa share cái chương trình này trong cái group Việt MD của tôi. À, và tôi cũng muốn cố gắng share vào cái trang cá nhân của tôi. rồi right, yes à, bây giờ thì tôi làm được rồi à, có quý bị nói là hình như là ánh sáng không đủ đúng không ạ à? tôi đang dùng tới hai cái đèn của studio mà ánh sáng vẫn còn không đủ à All right, bây giờ mình sẽ nói câu thứ hai nha kính thưa bác sĩ nhờ bác sĩ giải đáp giúp cháu các thắc mắc về những nguyên nhân nào gây tăng tiết dầu ở lỗ chân lông gây mụn và khi gan thận bị suy yếu không đào thải hết chất độc khiến chất độc tồn động trong máu thì có gây nên mụn không ạ à? câu hỏi này rất là thú vị tại vì nó có nhiều phần mà tôi muốn chia sẻ quý vị à, đầu tiên nhất là cái phần chất độc nha cái này là việt nam mình nói nhiều lắm là detox thải độc rồi à, rất là nhiều thứ xin chào bạn à, đầu tiên nhất là những cái chất độc mà bạn nói trên cơ thể có trong máu bạn là không có nha tôi nhắc lại tại vì nếu bạn máu bạn mà có chất độc ngay bây giờ bạn đã nằm trong icu nằm rất là nặng rồi tại vì máu cơ thể chúng ta lúc nào cũng phải giữ được cái độ pH là 7.4 và những cái chất độc thải đó là gan hay thận đều lọc ra hết nếu mà quý vị có độc như vậy thì quý vị đã nhập viện rồi à, cái thứ hai là quý vị có cần thải độc hay không thì câu trả lời của tôi là không cần tại vì nếu như quý vị khỏe mạnh thì gan và thận của quý vị có đủ chức năng để lọc những cái chất độc như vậy ra ngoài Tôi đã từng nói nhiều lần trên YouTube, trên TV, trên Facebook là quý vị không có cần phải phí tiền để uống mấy cái chất thải độc gì hết. Tại vì gan và thận quý vị làm tốt hơn những việc này. Quý vị uống những chất đó không cẩn thận khiến cho gan và thận chúng ta lại có thể lại khổ hơn và trong nhiều trường hợp bị nhiễm độc lại. Rồi bây giờ nói về cái chuyện bã à, bả chân long cũng giống như là những cái gì mà em hỏi là tăng tiết dầu, ok. Thì những cái việc này không có liên quan gì tới Chất độc hết Tại vì lúc nãy tôi mới nói là không có độc nào trong máu hết Nếu như em có thể thêm cái câu hỏi Để gửi cho tôi Một cách mạch lạc như vậy thì tôi đoán là em còn khỏe à, Em không có nằm bệnh viện Và dĩ nhiên là em không có bị nhiễm độc Khi mà chúng ta vận động nhiều à, Ở da chúng ta có một cái lỗ thì Có nhiều lỗ nhỏ nhỏ gọi là lỗ chân lông Thì lỗ chân lông này nó gồm có tiếng mồ hôi Và tiếng nhờn Và hai cái tiếng này thì nó phản ứng theo nhiều cái dấu hiệu khác nhau trên cơ thể chúng ta khi mà quý vị tập thể dục quý vị nhiệt độ nóng quý vị cần phải thải nhiệt ra thải hơi ra thì tiếng mồ hôi chúng ta hoạt động nhiều hơn à, khi mà cái hormone tăng trưởng hoặc là có kích thích từ những cái hormone khác thường là steroid thì khiến cho dầu tiếng dầu của chúng ta nó phát triển nhiều hơn thì đó là hai cái thông dụng nhất rồi như vậy thì trở lại câu hỏi của em thì làm cách nào để giảm tại vì có vẻ như câu hỏi của em là tăng tiết dầu ở lỗ chân lông thì cái câu trả lời đơn giản nhất là um, uống nhiều nước uh, và tập thể dục tại vì cái việc đó giúp cho cơ thể chúng ta tạo cái thói quen là bài thải tiết ra nhanh hơn và da chúng ta là một cái cơ quan sống da chúng ta liên tục đào thải những cái chất thải qua lỗ chân lông cũng giống như những cái chất dầu thì bằng cách đó nó keep going nó sẽ làm cho da của em dễ hơn như bây tập thể dục uống nhiều nước ăn nhiều rau cải hạn chế ăn rất là nhiều đồ ăn có chất dầu và bớt stress có nghĩa là không thức đêm thức khuya nhiều quá những cái chắc là em cũng biết rồi đây là một trong những cái mà kẻ thù của bệnh mụn cũng giống như là những cái mà mình khiến cơ thể của mình da của mình thấy xấu hơn rồi như vậy hy vọng là qua câu hỏi này em hỏi rất là hay tại vì có hai ý tôi nhắc lại là thứ nhất À, chúng ta không có bị nhiễm độc quý vị nhé Nếu như quý vị thật sự bị nhiễm độc là Bây giờ quý vị nằm trong khoa ICU Không có ngồi đây để mà xem livestream của tôi đâu à, Quý vị cũng không có cần thiết phải đi giải độc, thanh lọc hay cái gì hết Quý vị chỉ việc thay đổi cách sống của mình à, Đừng uống rượu, <laughs> đừng hút thuốc Uống nhiều nước, ăn nhiều rau những, công, những cái rất là đơn giản như vậy là quý vị đã à, giúp cơ thể quý vị không có bị à, độc rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp câu hỏi kế tiếp. Kính chào quý vị, em đến từ Việt Nam, 22 tuổi, em bị OCD từ nhỏ vì ba, ngoại, ba mẹ, bà mẹ qua ngoài em cũng bị bệnh này. À, chữ OCD tiếng Anh viết tắt là Obsessive Compulsive Disorder. À, nhiều quý vị ở đây sẽ không biết cái bệnh này là bệnh gì thì đây là một trong những bệnh mà thuộc hạng à, thuộc dạng tâm thần. Nhưng mà đừng có lo khi nghe chữ tâm thần, tại vì đây là một cái bệnh đa số là là không cho nó quá nguy hiểm mình chỉ là quá lo lắng quá lo âu và lặp lại những hành động ví dụ như là rửa tay nhiều lần trong ngày để là cho mình không có bị uh, nhiễm trùng hoặc là tối là ra chết cửa 100 lần bảo đảm là ăn trộm không vào nhà nói chung là chúng ta cứ bị ám ảnh bởi cái sự lo lắng mà thường là không có không có make sense thì đó là một cái dạng OCD um, mà tôi cũng nhắc lại là một cái hộ bệnh khác cũng là OPCD là Obsessive Personality Composite Disorder uh, nó cũng có những cái điểm chung mà cũng những cái điểm riêng nhưng mà trong cái giới hạn ngày hôm nay chúng ta nói về OCD OK um, bệnh này khá là phổ biến em nói đúng tại vì uh, rất là nhiều người việc uh, tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam có những thói quen ví dụ như cái check uh, Facebook hoài tôi đón cũng là một cái dạng OCD Quý vị nào ở đây mà mỗi ngày check Facebook cả trăm lần check xem ai có like mình hay không hay là không like mình hay không chắc là cũng là OCD um, Em muốn được hỏi bác sĩ bệnh này có thể hết hoàn toàn được không ạ? À? Em đã đi khám nhiều nơi uy tín và bị sốc thuốc nhiều lần do bác sĩ cho thuốc quá liều nên em đã ngưng uống thuốc vì không còn tin vào thuốc nữa thuốc làm cho em không còn nhanh nhẹn như bình thường nhưng uh, khi ngưng thuốc em thấy có khá hơn À, em đã cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống Nhưng không thể khống chế được bệnh Cái câu đầu tiên của tôi Khi mà nghe à, câu hỏi Về OCD của bạn á, Là tôi Tôi nghĩ là Đây là một trong những cái Bệnh mà có thể nên là lâu dài Và cách mà chữa trị bây giờ Là nó kết hợp giữa tâm lý trị liệu Và thuốc Chứ không chỉ đơn giản chỉ là thuốc hay không Thật ra rất là nhiều vấn đề tâm lý Và tâm thần ngày hôm nay nó có cần cái sự kết hợp giữa trị liệu tâm lý giống như chúng tôi ngồi nói chuyện với quý vị và kết hợp thuốc và cái quan trọng hơn nữa là mình biết rằng mình cần phải theo dõi thì giống như em nói là một trong những cái khó của cái bệnh này là nó khó chữa và uống nhiều thuốc thì nó có những tác dụng phụ thì lời khuyên của tôi nhất là tại vì đây không phải là chuyên khoa của tôi À, nhưng mà theo những bệnh nhân tại vì trong gia liệu có một số bệnh nhân cũng thuộc dạng ocd có nghĩa là họ lúc nào họ cũng nhìn gương mặt của họ xem có thẹo gì hay không hoặc là họ lo um, nói chung là về da rất là nhiều mà trong khi không có cơ sở nào hết thì trong những trường hợp như vậy là tôi hay khuyên là gặp tâm lý trị liệu nói chuyện hàng tháng cái quan trọng nhất là em nên đi lịch nói chuyện với chuyên viên tâm lý phải đúng và phải thường xuyên tại vì nó tạo cái thói quen cho mình ví dụ như là mình nói chuyện với chuyên viên tâm lý mình sẽ được nhắc lại là thật sự nó không có gì hết không có sao hết em mọi thứ sẽ ok và thường đó là khi mà chúng ta cứ được lặp đi lặp lại hoài thì nó sẽ ok hơn với lại uống thuốc cũng là một trong những cách mà bây giờ nhiều người um, khá là dùng khá là hiệu quả ừ. xin lỗi đã từ tiếp xíu với em Ok. Như vậy thì um, cái bệnh OCD của em hy vọng là em có thể à, gặp chuyên viên tâm lý trị liệu thường xuyên hơn kết hợp với thuốc và mà tôi nghĩ là um, bây giờ là những những trị liệu tâm lý đó nó hiệu quả cũng giống như thuốc gì mà chúng ta có hạn chế dùng thuốc hơn. kính um, thưa bác sĩ, trồng cây kiển xanh trong phòng ngủ có những điểm lợi gì và hại gì cho giấc ngủ không? À um, em một câu hỏi thú vị tại vì tôi không biết là cái cây của quý vị trồng là cây gì tôi đoán là một cái cây kiển và và nó có hay sống được nơi thiếu sáng tại vì những cái cây ăn trái như tôi trồng ở trong vườn của tôi là à, nếu mà trồng trong vườn chắc không đủ trong giường, trong trong cái cái, cái cái phòng ngủ chắc là không đủ thứ nhất là thiếu ánh sáng à, thứ hai nữa là thiếu đất cái vấn đề này tôi nghĩ là nó thiên về tâm lý nhiều hơn có nghĩa là nếu như quý vị mà học phong thủy ở à, Shui thì chúng ta có À, có nước chúng ta có gió chúng ta có âm có dương chúng ta có à, cái nguồn năng lượng sống chúng ta có năng lượng tốt năng lượng xấu và cái việc trồng cây xanh trong phòng chút xíu như vậy nó mang lại cái năng lượng tốt à, và nếu như thường thường nếu quý vị để một vài cái chậu kiển nhỏ trên bàn thì tôi nghĩ đã ok nhưng quý vị trong cái cây bự quá mà nó có cái rủi ro về ký à, sinh trùng hay là những cái thứ khác thì à, tôi không chắc đó là một ý kiến hay như vậy hy vọng là trả lời được câu hỏi của quý vị là nếu mà trồng nhỏ trồng dễ thương những cái cây bonsai những cái kiểu như vậy thì thì that's ok quý vị nha à, chào bác sĩ tôi bị hôi nách bẩm sinh tôi muốn chữa cho khỏi vậy nên chọn cách nào hiệu quả nhất tôi 30 tuổi à, thật sự cảm ơn quý vị nào đặt câu hỏi này tại vì đây là một câu hỏi tôi nghĩ là thực tế mà ít có ai dám hỏi à, đó là lý do tại sao chúng tôi livestream chúng tôi chọn những câu hỏi thú vị là như vậy tại vì À, có nhiều câu hỏi quý vị không có dám hỏi hoặc là ngại hỏi tới bác sĩ thì ở đây có chương trình chúng ta gửi email về và tôi sẽ đọc những câu hỏi như vậy à, đầu tiên nhất là tại sao chúng ta bị hôi nách thường thường hôi nách nó có nhiều um, cái lý do nhưng mà lý do thông dụng nhất mà quý vị ở đây chắc cũng biết rồi là cái tiếng mồ hôi chúng ta à, tiết ra nhiều hơn bình thường nhưng mà cái quan trọng hơn á, là cái khu vực đó chúng ta có những cái con vi khuẩn yếm khí Và những cái con này nó kết hợp với mồ hôi và nó tạo nên những cái mùi Thường thường á, cái quy tắc chung á, về vi khuẩn học là những vi khuẩn yếm khí lúc nào cũng tạo mùi rất là kinh khủng à, Đây là cũng là một trong lý do mà quý vị nào um, học về um, giải phẫu học hay là những cái môn liên quan tới uh, khai quật quý vị sẽ hiểu ý tôi nói như thế nào cái đầu tiên nhất là chúng ta phải chữa cái bệnh chữa bằng gốc bằng cách là chúng ta xem cái việc mà mồ hôi đó nó có ảnh hưởng tới việc nhiễm trùng cái vùng da hay không và khi nhiễm trùng vùng da thì tạo nên cái sự sinh sôi để nợ của vi khuẩn và cuối cùng nó dẫn tới cái việc um, tạo mùi um, cái cách chữa bây giờ là quý vị có thể dùng phấn quý vị có thể dùng những cái chất mà hấp thu cái hơi ẩm đó và nếu như xa hơn thì quý vị có thể dùng thuốc À, thường là những cái thuốc mà nó làm cho cái ảnh hưởng tới tiếng mồ hôi à, còn xa hơn nữa là dùng laser để chúng ta đốt những cái nang lòng làm cho cái tiếng mồ hôi nó bớt hơn thì đây là một trong những cái và gần đây nhất là à, nó cũng có một cái phương pháp mới không biết là quý vị có nghe chưa là chip botox thì như à, phương pháp này thì theo tôi thì nó có một số cái ok một số cái nó cũng còn chưa có mới lắm chưa có ok lắm nhưng mà nó tóm lại là quý vị gặp bác sĩ chuyên khoa Nhất là chữ khoa và gia liệu thì sẽ có câu trả lời cho cái này nha quý vị à, Xin chào bác sĩ à, Em tên là à, Tôi sẽ không đọc tên quý vị ở đây 32 tuổi, hiện tại da mặt em bị nám Chân sâu hai má Và vùng xung quanh bị đốm nâu Da mỏng, nổi chỉ máu Không đều màu. em đã sử dụng nhiều phương pháp Ở nhiều thẩm mỹ viện PRP, team vitamin C tim nhau thấu laser và sử dụng nhiều mỹ phẩm nhưng tình trạng ngày càng tải em xin hỏi bác sĩ tư vấn tình trạng này uhm, xin chào bạn cái trường hợp của bạn thật sự là khá là thông dụng với nhiều người à, sau khi dùng nhiều cái phương pháp thẩm mỹ khác nhau đầu tiên nhất và tôi nói với những bệnh nhân này là mang tới những cái kem họ đang dùng tại vì nếu mà quý vị đang bị mà mang theo kem trộn có steroid hay những cái kem mà quý vị nghe ai đó mang hết những cái sản phẩm tới gặp tôi tôi sẽ xem cái thứ hai là ngưng thuốc ngưng sức lên trên mặt chỉ dùng lotion chỉ dùng những cái rất là cơ bản và có thể da mặt của, của quý vị sẽ bị sạm hơn bị xấu hơn it's ok đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải hồi phục khi mà da của quý vị bị nổi những cái mạch máu li ti ra có nghĩa là nó đã hơi hoạt động quá mức bằng cách là chúng ta bào mòn nó quá nhiều rồi chúng ta bào bằng laser chúng ta bào bằng những thuốc thì khi mà chúng ta thấy như vậy thì tôi khuyên bệnh nhân là khoan stop lại cái đã để mình cho thời gian tái tạo da. Rồi khi mà một vài tháng, một vài tháng chứ không phải từng quý vị sẽ hơi xấu trong thời điểm này quý vị sẽ không có đẹp như lúc trước nhưng mà đây là cái giai đoạn mà những người dùng kem dưỡng da dùng kem giữ ẩm để tái tạo lại da của mình và khi mà da của mình đã đỡ hơn rồi thì chúng ta sẽ vào một cái liệu trình mới cũng giống như để cỏ nó mọc sau một cái cơn bão như vậy À, cỏ cây mọc lại và chúng ta sẽ làm lại à, và tôi khuyên là quý vị nên đi đến những cái viện những cái nơi thẩm mỹ những bác sĩ có kinh nghiệm tí xíu tại vì à, càng về sau á là da chúng ta cho dù chúng ta có thời gian để tái tạo lại da chúng ta sẽ càng mỏng hơn à, và thật sự khi chúng ta mỏng hơn á thì tôi cũng khuyên bệnh nhân là thường dùng laser mà loại mà bước sống sâu là fractional đừng có dùng laser mà cào bằng đừng có dùng loại ablative Tại đây là một trong những cái sai à, lầm mà bệnh nhân hay gặp là nếu mà dùng laser quý vị nên dùng laser bước sau để tạo cái bề mặt từ bên trong da tạo được collagen à, chứ đừng có tiếp tục ảnh hưởng bên ngoài tại vì cái da chúng ta lúc đó đã rất là mỏng rồi à, cảm ơn em nhé rồi câu hỏi kế tiếp xin chào bác sĩ em là một bệnh nhân ở đồng nai việt nam hai năm trước em tập tu ở trong chùa vì không quen với lịch sinh hoạt ở chùa hàng ngày thức dậy vào 2 giờ 45 phút sáng Wow, ở chùa 2 giờ 45 phút đã thức rồi Và nhìn ăn buổi chiều nên em thường xuyên cảm thấy thiếu ngủ và mệt mỏi Em có tiền sử đau dạ dày H. pylori H, và đã điều trị Trong thời gian điều trị đau dạ dày thì em thấy xuất hiện có thêm đau cổ gáy Lan xuống phần lưng và trước ngực à, phần nửa đau bên phải cảm giác như kim châm hay bả vai mỏi không muốn dơ lên em đã uống thuốc giảm cơ giảm đau nhưng không thấy đỡ em chuyển sang đông y chăm cứu tập vật lý trị liệu kéo cổ chiếu đèn xung điện đều không có kết quả à, xin chào bạn tôi không có biết cái tuổi của bạn tại vì đây là một trong những cái quan trọng trong cái việc mà chẩn đoán về đau khớp của bạn cái đầu tiên nhất là tôi nói là À, khi mà chúng ta ở một cái môi trường mới ví dụ trong chùa và ngồi đọc kinh hay luyện như vậy thì tư thế nó có thể ảnh hưởng nhiều tới cái việc đau cổ của chúng ta thông thường á là những cái trường hợp như vậy tôi khuyên bệnh nhân nên tập vật lý trị liệu à, uống thuốc giảm đau nhưng mà cái quan trọng nhất là thay đổi cái cách mà mình làm việc tại vì đó là những cách cơ bản để có thể ví dụ như tư thế ngồi chẳng hạn chúng ta có thể ngồi đứng thẳng lưng hơn chúng ta có thể à, làm cho hoặc là tập thể dục tập qua tập lại và làm mọi thứ nó nó thay đổi tư thế mình chút xíu về thuốc là thường thường tôi khuyên bệnh nhân uống à, những cái loại thuốc mà nó liên quan tới chữa đau thần kinh hơn và tuyệt đối quý vị nhớ nha trong trường hợp đau này đừng có dùng những thuốc họ opioid như morphine hay những cái họ mà có chất gây nghiện tại vì nó khiến chúng ta sẽ càng tại hơn thì trong trường hợp của bạn thì tôi không có biết rõ hơn về tuổi cũng giống như cái tư thế cũng giống như là bị đau trong bao lâu rồi à, tôi khuyên là bạn nên gặp một bác sĩ chuyên khoa về xương khớp và bác sĩ sẽ có một cái phân tích về 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 cơ thể của bạn tốt hơn à, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là tập lý trị liệu nhất là tập đúng chuyên viên thì nó thay đổi được rất là nhiều vậy chữa cân giảm đau của mình kính chào bác sĩ thỉnh thoảng em bị nhói tim lòng ngực đặc biệt là sau ăn ban đêm và sáng sớm đi khám tim bốn lần bác sĩ nói bình thường đi nội soi thì bác sĩ nói em bị viêm hang bị và trào ngược dạ dày thực quản mà kết luận nói em không bị tim nhưng uống thuốc gần cả năm nay vẫn chưa khỏi thỉnh thoảng buổi tối em trào ngược và mỗi lần như vậy nhịp tim em trên 100 nhịp một phút huyết áp trên 140 trên 90 bác sĩ giải đáp giúp em cách chữa là nên đi khám tim thêm lần nữa hay tiếp tục điều trị bao tử bệnh làm em stress mỗi khi ra đường em đều sợ tăng huyết áp sợ tim đập nhanh và sợ chết giờ đây em bị trầm cảm về không dám ra khỏi nhà à, chào bạn cái câu hỏi này của bạn có thể chia làm hai ý chính thứ nhất là cái triệu chứng về à, trào Ngược dạ dày hay tiếng Anh còn gọi là bệnh GERD Thì à, hình như trong tháng này tôi sẽ nói về đa bao tử Ở hiện như tỉnh thức Thì tôi sẽ nói kỹ hơn à, Nhưng mà cái GERD này nó chỉ đơn giản là trong cái túi bao tử chúng ta Nó có một cái van ở phía trên Và cái van nó ngăn cái thực quản với bao tử lại Nếu như mà cái, cái van này chúng ta nó bị hở ra Và đồ ăn nó trào ngược lên Thì toàn bộ cái dịch đó nó rất là khó chịu và nó khiến cho bạn bị những cái triệu chứng như vừa rồi. Tôi thì dựa vào các triệu chứng này tôi đoán là bạn bị cái thực quản bao tử nhiều hơn chứ không phải bệnh tim. Và cái vấn đề là chúng ta cần phải chữa dứt. Chúng ta chữa dứt như thế nào? Nếu như uh, quý vị bị tăng cân, tại vì chúng ta chúng ta cần phải giảm cân, tại vì cái việc tăng cân cũng khiến cho bao tử chúng ta bị trào dịch cái ngược, bị trào ngược. Và cái thứ hai á, là chúng ta phải xem thử là khi mà nổi sôi á. À, chúng ta coi có những cái ví dụ như là vẫn còn cái con pylori chúng ta phải chữa dứt cái con đó à, và cái thứ ba là tập lại cái tư thế ngủ hay tư thế ngồi à, đây là những cái việc mà quý vị có thể thay đổi để chữa tối đa và theo tôi thì em nên gặp bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa để chữa dứt à, trước khi mà nghĩ là bệnh tim à, tôi không có thấy tên của quý vị tuổi ở đây nhưng mà tôi đoán là tuổi trẻ hơn tại vì xưng em với tôi thành tôi đoán là chắc là không đến nỗi quá lớn tuổi thành tôi nghĩ là trong trường hợp này là bệnh đau, đau, đau bao tử nhiều hơn bạn nhé và khi chúng ta bị đau tử nhiều hơn thì chúng ta có thể khiến bị lo lắng và khi bị lo lắng thì dẫn tới cao huyết áp và có thể bệnh tim Kính chào bác sĩ mà em năm nay 60 tuổi bị đau các khớp đặc biệt là khớp cổ tay khớp gối đứng lên ngồi xuống khó khăn đau lưng lúc trước từng uống thuốc bổ và glucosamine và mẹ em nói có thấy đỡ nhiều trí nhớ có dấu hiệu giảm sút mẹ em là người lao động tay chân nhiều năm nên làm đụng rất vất vả từ lúc 40 tuổi em muốn hỏi bác sĩ là em có nên mua thuốc bổ khớp glucosamine để cho mẹ uống không ạ à? À, câu trả lời này của tôi đơn giản là nếu như mẹ của bạn không có bị tiểu đường à, thì có thể muốn uống cái glucosamine vào tại vì cái chữ glucosamine thì quý vị cũng thấy là nó có chữ gluco trong đó có nghĩa là nó có thể tăng lên cái đường ừ. và uống cái liều là như thế nào trung bình là một viên là một gram không có gì có thể uống một ngày à, và nếu mà thấy có tác dụng với cái tăng lên cũng được à, thường tối đa là tôi khuyên là hai viên là hai gram mỗi ngày quý vị nhé chào bác sĩ tôi sống ở Đức phụ nữ 65 tuổi cao 1m 57 nặng 51 cân tôi bị đau đầu gối Bác sĩ khuyên tôi mổ nhưng tôi rất sợ vì có thể sau mổ kết quả không được tốt đẹp. Tôi tập thể dục hàng ngàn cố gắng không để lên cân. Mong được một lời khuyên của bác sĩ. Kính chào và chào cô ở Đức. À, một trong những cái điểm quan trọng nhất á, là khi mà chúng ta bị viêm thối hóa khớp giống như trường hợp của cô á là đầu tiên cô làm rất đúng là không tăng cân. Nhưng mà cái thứ hai tôi muốn hỏi là cô có tập thể dục đúng hay không và cái này rất là nhiều người thường không biết là chúng ta bị đau khớp Với ta tập như thế nào khi mà chúng ta đau khớp gói mà do thói hóa là cái sụn giữa hai cái khớp chúng ta bị mất đi thành ra nhiều quý vị bị đau quý vị không có tập thể dục được tại vì mỗi lần đi là đau rồi thành làm sao tập thành ra cái cái trick cái khó của tập thể dục của đau khớp là như thế này đầu tiên là quý vị tập làm sao mà cái chân không có bị đau nó tốt hơn bằng cách nào quý vị đi quý vị dùng cái cây gậy để mà chống cái chân đau Để cho cái chân không có đau chúng ta hoạt động Chân không đau hoạt động Để cho hỗ trợ thời gian Cho cái chân bị đau nó lành Cái đó là cái nguyên tắc của vật lý trị liệu luôn đó, Là dùng cái chân mạnh để giúp cái chân yếu Cũng như dùng bên mạnh giúp bên yếu Cái đó quý vị đã từng nghe tôi nói một vài lần Cái thứ hai Là vận động những cái cơ khác chứ không trực tiếp Ví dụ như ngồi đạp xe Thì ngồi đạp xe là đạp xe tại chỗ nha Chứ không phải là quý vị ra Mua chiếc xe đạp đua trên highway tôi không khuyên như vậy à, có một cái xe đạp mà ngồi ở nhà đạp như thế này đấy và khi quý vị đạp như vậy à, quý vị giúp cho những cái cơ ở hông cơ ở dưới cổ chân và những cơ này cùng hoạt động với nhau nó tạo cái sức mạnh để giảm thiểu cái cơ cái nỗi đau cho cái khớp của quý vị nói tóm lại là không tăng cân là đúng rồi nhưng mà phải tập thể dục đúng và cái quan trọng hơn là quý vị gặp bác sĩ nói là gửi tôi tới chuyên viên vật lý trị liệu tại vì chuyên viên vật lý trị liệu à, tôi đã nói nhiều lần trên đây là một trong những người được đào tạo rất là bài bản chỉ về tập thể dục thôi thành ra sẽ dạy cho quý vị những cái bài tập mà tốt nhất cho cái xương của mình cảm ơn quý vị nhé rồi à, lần cuối cùng à, câu hỏi này là trước khi tôi trả lời online cô và chú tôi đều bị bệnh gút và cả hai đều bị cườm nước à, chú tôi mù hẳn à, còn tôi còn cô tôi chỉ muốn mắt sau khi mổ và điều trị bệnh viện mắt như vậy hai bệnh này có thể ảnh hưởng tới nhau không và thực sự câu hỏi này khá là thú vị tại vì bệnh gút nhìn chung là một cái bệnh mà liên quan tới việc viêm có nghĩa là khi mà chúng ta tại sao chúng ta bị bệnh gút bệnh gút à, nói tí xíu về lịch sử là một cái bệnh mà dành cho nhà giàu có nghĩa là hồi xưa quý vị nào chỉ có mua chúa hàng tộc mới có ăn đồ steak ăn thịt bò ăn nói chung những đồ rất là ngon mà có chất protein, có chất uric acid trong đó. khi mà chúng ta ăn những cái chất này nhiều thì chúng ta tích tụ có một cái chất uh, uric acid. khi cái chất này nó tích tụ nó không có gây đau liền đâu quý vị, nó sẽ đi vòng vòng trong cơ thể quý vị, nó chưa đau, nó chưa gây đau, nó sẽ ở lại những cái khớp, nó, nó, nó sẽ ở đó. và cái này mới hay về bệnh gút. có nghĩa là khi mà ban đêm khi nhiệt độ mà thấp xuống ở những cái cơ, những cái khớp mà quý vị ở xa cơ thể nha thì những cái này nó bắt đầu nó đông lại nó đóng cục lại và khi nó đóng cục lại thì những cái bạch cầu trong cơ thể chúng ta thấy nó giống như là có một cái, cái vật thể ngoại lai nó tập tức nó tấn công vô cái chỗ đó làm nó bị viêm lên đây là lý do tại sao mà quý vị nào bệnh gút thường là bị đăng đêm chứ không phải bị ban ngày tại vì khi về đêm á, thân nhiệt chúng ta xuống thấp và ở những cái khớp ở xa ví dụ như là ở chân hay là ở đầu gối, tại là những khớp này xa xa cái cái cái, cái thân nhiệt chính chúng ta, tại là thấp hơn. Rồi đó là bệnh gút. Thì các cách chữa nó cũng uh, khá là đơn giản, mà cũng khá là phức tạp tìm vào các cơ địa của mỗi người. Chữa là chúng ta uống thuốc để giảm cái nồng độ virus acid là cách tốt nhất bây giờ. À, cách thứ hai là có những cái thuốc chích, ví dụ như là Cretexa mà tôi đã từng nói trên uh, TV, nhưng mà những thuốc là rất là mất tiền. Rồi bây giờ bệnh gút và bệnh cường nó có gì liên quan với nhau không? Thật sự là câu trả lời là tôi không có biết Tại vì kinh nghiệm của tôi là hai bệnh có những cái Sau này tôi học nhiều thứ là tôi nhận ra có những bệnh như bệnh gút Là có thể liên quan tới tất cả mọi thứ bệnh trên đời Nhưng mà cũng có thể là cơ địa chúng ta là như vậy Thành ra trong trường hợp này chúng ta phải thường là coi case by case như thế nào Quý vị nhé um, Hy vọng là cái phần trả lời, những câu hỏi đã được gửi à, Quý vị có thể Học được thêm chút xíu về những bệnh mà quý vị vừa hỏi Bây giờ tôi sẽ chuyển vào phần online Cũng là những câu hỏi mới đây Kính chào bác sĩ Huyết áp của em là 140 140 trên mấy vậy chị? Uống thuốc 3 năm rồi Và tập thể dục điều đặn Huyết áp hiện còn 128 Em có ngưng thuốc được không? À, câu hỏi của tôi ngược lại là bây giờ Quý vị đang uống thuốc Huyết áp loại gì? và cái liều là như thế nào tại vì tôi có rất là nhiều bệnh nhân um, cao huyết áp giống như quý vị mới đầu uh, và khi mà đến nói chuyện bác sĩ tập thể dục ăn uống thì từ từ huyết áp họ giảm nhưng mà có hai thứ tôi muốn hỏi là thứ nhất là cái liều như thế nào tôi nói ví dụ là quý vị uống amlodipine là một trong những thuốc huyết áp thông dụng nhất tại hoa kỳ thì thường là cái liều mà thông dụng nhất là 5 mg liều thấp hơn là 10 à, liều cao hơn liều thấp hơn là 2.5 liều cao hơn là 10 thì trong trường hợp đó tôi sẽ giảm từ 5 xuống còn 2.5 và xem là huyết áp của quý vị như thế nào. Nếu mà huyết áp quý vị vẫn tốt thì tôi giảm tiếp nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ giảm hẳn, chúng ta không có giảm một lượng, chúng ta thay cái liều từ từ quý vị nhé. Và nếu như nó đỡ hơn thì quý vị có thể bỏ hẳn hoàn toàn và chúc mừng quý vị. Thưa bác sĩ, mẹ em năm nay 57 tuổi bị đau khớp do thoái hóa, mẹ có uống thuốc và tập thể dục nhẹ nhàng, những ngày lạnh mẹ rất đau, chân đi khập khiển liệu có cách nào chữa bệnh này hay không? À, một trong những câu hỏi của tôi ngược lại là cái cái khớp này là ở đâu à, nếu mà giỏi như bạn nói là khớp dưới chân nhưng mà bạn nên gặp bác sĩ chuyên khoa thấp khớp để xem chắc là bệnh này là viêm khớp dạng nào tại vì khi mà chúng ta bị đau khớp đó, nó có trên 100 loại bệnh khác nhau à, về khớp thôi đó nha nhưng mà có hai ba loại thông dụng nhất là viêm khớp do thoái hóa là osteoarthritis hay là viêm khớp dạng thấp hay là rheumatoid arthritis thì đây là hai cách chữa trị hoàn toàn khác nhau quý vị cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa về xương khớp để chữa và xét nghiệm nhé thì đó là cách câu hỏi của câu trả lời của tôi tại vì 57 tuổi tôi đoán là thường nó sẽ thiên về cái viêm khớp mà dạng thoái hóa nhiều hơn à, nhưng mà um, cũng có nhiều trường hợp tôi gặp là người 60 vẫn bệnh như vậy À, có cách nào chữa thăm mụn không? Thưa bác sĩ, à, câu hỏi bệnh mụn thăm này Đầu tiên nhất là, tôi đã, à, quý vị có thể go back lại, đi ngược lại cái phần đầu Tôi trả lời tí xíu là mụn thăm à, Cái cách nguyên lý của nó là, đó là cái dạng viêm da mà sau đó là hát tố da à, phát triển Tại vì phản ứng do cái vùng da bị viêm và khiến cho chúng ta sản sinh nhiều hát tố da hơn bình thường Khiến da bị thăm Thì trong trường hợp đó chúng ta chữa thăm như thế nào, chúng ta cần phải chữa mụn trước đã có nghĩa là giống như các căn nhà mà bị cháy nám như quý vị cần phải biết chắc là căn nhà nó không còn bị cháy nữa Vì vậy mới là chữa cái cái nhà nó bị bị nám đi đúng không nào thành ra chữa cái đó là chữa cái đầu tiên à, và khi mà chữa đầu tiên chữa thứ hai rồi bây giờ chị nám à, chị thăm mụn thì cách thông dụng nhất mà nhanh nhất là đốt laser thường là đốt bằng CO2 hay là um, erbium giác là những cái loại laser bề mặt để làm tái tạo lại cái làn da và sau đó tái tạo luôn cái um, phát tố da quý vị có thể gặp những bác sĩ hoặc là những cái trung tâm về laser để khai làm cái này. Xin chào bác sĩ có thể chia sẻ cách điều trị nám sau khi sinh? Nám sau khi sinh là một chủ đề rất là thú vị và tôi nói thật là ngày hôm nay y khoa nhất là về trong mảng về da liễu cũng uh, khá là gặp nhiều khó khăn tại vì tôi nói thật nó có nhiều lý do. Cái lý do đầu tiên là nám chúng ta À, nó có liên quan hát tố già mà hát tố da lại cực kỳ cực kỳ thích cái hormone estrogen. À, khi mà chúng ta mang thai, à, tôi nói xin lỗi, quý vị theo tôi không có mang được. Thì quý vị phụ nữ mang thai là estrogen chúng ta tăng lên như thế này trong vòng những tháng đầu. Và cái việc đó nó khiến ảnh hưởng tới hát tố da và quý vị cũng thấy là cái làn da chúng ta thay đổi rất là nhiều trong lúc và sau khi mang thai. À, nhất là cái việc mà bị nám là thông dụng lắm thành ra cái đầu tiên nhất tôi khuyên quý vị là sau khi xanh xong là đi tập thể dục lại nó có nhiều lý do nó tăng cái hệ bài tiết nó làm cho làn da chúng ta khỏe hơn đầu tiên nhất là tập thể dục thứ hai là dùng kem chống nắng đây là hai cái biện pháp khá thông dụng kem chống nắng mà quý vị có thể dùng ở những nơi mà quý vị không có nghĩ là bị ví dụ như bụng hay là mông tại quý vị không bao giờ biết một ngày đẹp trời quý vị ra ngoài đường chỉ cần chút xíu nắng chiếu vào bụng quý vị thôi là nó cũng có thể khiến chúng ta bị nám da Tại vì da chúng ta lúc đó rất là sensitive, rất là nhạy cảm Và nếu như vẫn không hết những cái đó Thì chúng ta bắt đầu mới dùng cái laser Nhưng mà laser nó cũng sẽ có những tác dụng chính Nhưng mà nó khiến công những tác dụng phụ Và thật sự đây là một trong những cái là khó là chữa trị Và bây giờ chúng ta sau khi dùng laser Chúng ta dùng thuốc Ví dụ như uống thuốc tranexamic Acid Là một trong những loại thuốc mới bây giờ Và có thể dùng... IV, um, um, nó gọi là glutathione Nó có một số biện pháp nhưng mà Thật sự cái quan trọng nhất là Cái cơ địa của chúng ta là như thế nào Thường là Những trường hợp như vậy thì tôi khuyên Quý vị nên gặp bác sĩ Về chi khoa về gia liệu Và sẽ có cách để giúp Quý vị ít có bị nhiều hơn nhưng cái quan trọng nhất là quý vị tập thể dục, và dùng kem chống nắng là hai cái thứ mà tôi thường khuyên quý vị nhất là uống nhiều nước nữa, rồi sau đó mới dùng tới những biện pháp mà tôi nói là laser, uống thuốc hay là chích hay là truyền nước biển. Rồi, um, thưa bác sĩ, ở tuổi 21 có còn phát triển chiều cao không và nếu có thì cách nào để phát triển chiều cao? Câu hỏi này tôi cũng uh, thắc mắc lắm lúc mà tôi 21 tuổi. Thật ra có nhiều nghiên cứu cho thấy là chúng ta sẽ ngưng phát triển chiều cao tới năm 25 tuổi chứ không phải 21 à, Nhưng mà cái quan trọng nhất là cho dù bạn 21 rồi bạn đừng có ngại tiếp tục để tập thể dục à, Nhất là những cái môn kéo giãn ví dụ như môn bơi nè đu xà những cái môn mà khiến cho quý vị cần phải stress làm nhiều hơn bằng cách đó thì quý vị sẽ à, nhưng cái quan trọng hơn là theo như tôi là chúng ta dùng cái kiến thức để chúng ta làm thêm chiều cao nữa quý vị nha chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ chiều cao hay không à, chào bác sĩ con gái tôi từ nhỏ đã bị eczema à, hồi nhỏ rất nặng bây giờ cháu 13 tuổi đỡ hơn nhưng hay bị nổi đỏ ở viên mắt làm cháu hay dưỡng mắt và tạo nhiều nếp nhăn xin bác sĩ tư vấn cách nào giảm bệnh eczema hay còn gọi là viêm da cơ địa là một trong những bệnh rất là thông dụng với trẻ em và một cái tin mừng là khi mà chúng ta lớn tuổi thì bệnh này từ từ nó sẽ đỡ hơn giống như quý vị đã thấy rồi nhưng mà cái cái khổ của bệnh này là những cái những cái dấu hiệu nó có hai thứ mà tôi hay gặp để chữa bệnh eczema thứ nhất là thẹo có nghĩa là quý vị hồi nhỏ quý vị cãi gãi nhiều quá hay lớn là có những cái thẹo và cái thứ hai là nó cái lớp da này bị sơn đi nó dày đi và nó thẩm mỹ nó không có đẹp lắm và cái thứ ba là vùng da xung quanh mắt là một trong những vùng da rất là nhạy cảm mình nếu như chúng ta bị viêm da cơ địa rồi chúng ta cũng thường hay như mắt là bị ngứa trong trường hợp này có hai thứ mà tôi sẽ khuyên bệnh nhân thử thứ nhất là quý vị nên gặp bác sĩ chuyên khoa mắt cái đã quý vị nghĩ rằng là cái vùng da xung quanh mắt đó có thể là do viêm da cơ địa nhưng mà chưa chắc có thể là cháu có những bệnh lý về mắt thì gặp bác sĩ mắt trước à, để xem có gì không và bác sĩ mắt cũng được cũng biết về cái dùng dùng da xung quanh mắt cái thứ hai là uống những thuốc giảm ngứa những thuốc chống dị ứng tại vì chút xíu thôi khiến da da chúng ta mắc chúng ta nhiều thì đó là cách đầu tiên là gặp bác sĩ mắt uống thuốc làm cho chúng ta bớt dị ứng bớt ngứa đi và bằng cách đó chúng ta bớt nhiều mắt lại và sau đó nếu mà nó vẫn không đỡ hơn thì chúng ta bắt đầu dùng những cái kem nhẹ hơn à, quý vị nhớ cái này dùng kem trên mặt nhất là vùng mắt là phải cực kỳ cực kỳ cực kỳ cẩn thận tôi nhắc là rất là nhiều lần à, tôi hay khuyên bệnh nhân của tôi cũng giống như là những người khác là tôi dùng kem chung quanh mắt là rất là loại nhẹ và thường là tôi dùng cái hạng steroid nhẹ nhất và trong đó nó dùng oi mình thường là những cái loại mà nó thấm từ từ chứ không phải thấm mạnh để làm hư tại vì da mắt chúng ta rất là mỏng quý vị nhé um, Chào bác sĩ con chị đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa ở Việt Nam vậy có chương trình đào tạo nào cho bác sĩ Việt Nam ở Mỹ không? À, câu hỏi này quý vị có thể dành thời gian đọc trên việc em net nhưng câu trả lời ngắn gọn của tôi là yes tất cả bác sĩ tốt nghiệp ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có thể nộp đơn xin vào chương trình nội trú chuyên khoa tại Hoa Kỳ thông qua một cái chương trình gọi là thi um, bằng tương đương tạm gọi là như vậy đi là USMLE thì quý vị có thể đọc trên việc em net À, khi mà con chị thi cái này rồi thì con chị có thể nộp đơn xin vào nội trú tại Hoa Kỳ nhưng mà nghe đơn giản chứ nó không đơn giản tí nào phải thi rất là giỏi và thường đậu điểm cực kỳ cao à, phỏng vấn tốt có một cái CV rất là tốt có những cái công trình nghiên cứu có thư giới thiệu tốt và cái quan trọng hơn là à, cái, cái hồ sơ và nộp đơn thường thường là trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp từ trường y. Đây là những điểm rất là cơ bản, quý vị có thể đọc kỹ hơn trên trang web vietmd net Câu nhé. Rồi Gan có cục u máu có nguy hiểm không thưa bác sĩ? Um, gan có cục u máu, tôi, tôi nghe nói trong trường hợp này bạn nói chắc là hemangioma thì cục u máu là một trong những cái cục u lành tính Cái quan trọng của chúng ta là hỏi là cái kích cỡ cục u như thế nào? Tại vì nếu mà u lành tính mà nó nhỏ thì không sao chúng ta chỉ theo dõi thôi, nếu mà nó bự quá và cái quan trọng hơn của một khối u lành tính là nó có thay đổi kích cỡ theo thời gian hay không? có nghĩa là bữa nay thì nó bao nhiêu mà mấy tháng sau nó bự ra thì lúc đó chúng ta cần phải coi lại là xem có có phải là cần cần phải theo dõi cần phải can thiệp hay cần phải làm gì khác hay không? Nó tóm lại là chúng ta theo dõi cái kích cỡ của nó và nếu nhìn nó quá to hay quá nhỏ nó quá nhỏ thường thường là chúng ta chỉ theo dõi thôi còn nếu nó quá to thì thường phải can thiệp xin chào bác sĩ em 34 tuổi bị bạch biến ở trên mặt đã 10 năm rồi nó lây lan cũng chậm em có hỏi có cách nào để không lây lan được không và có chữa được không xin chào bạn bệnh bạch biến hay gọi là bạch tạng tiếng anh nó còn gọi là vitiligo thì, thì đây là một trong những bệnh tôi thật là cũng là khó chữa trong da liễu nó có hai nó có nhiều lý do nhưng mà có hai lý do chính mà tôi giải thích thì bệnh bạch tạng hay bệnh biến á, là một cái dạng giống như là đối với diện hoàn toàn với bệnh thâm bệnh nám có nghĩa một bên á, là chúng ta có quá nhiều hắc tố da để đang thui tôi nói tôi nói ví dụ thôi nha bao công chẳng hạn tôi không nghĩ là là bao công bị à, có nhiều hát tố da nhưng mà dựa vào cái làn da thì thì ta nói là bao công là như vậy thì à, quý vị nhớ có một cái người khác da trắng hoàn toàn nhưng mà cái cái khó của bị bạch biến hay bạch tạng là khi mà cái làn da trắng đó thật sự nó không phải trắng khỏe mà là trắng nguy hiểm tại sao tại vì nó không có khả năng bảo vệ tia tử ngoại không có khả năng ngăn ngừa tia tử ngoại đi vào da của mình và nhiều trường hợp đó, là cái đó khiến cho chúng ta dễ bị ung thư da Thành ra đồ, đầu, tiên nhất là với cái người mà bệnh bạch biến giống như, như quý vị là phải xịt kem chống nắng thường xuyên nhất là ở những vùng mà mình tưởng là không liên quan gì hết cái thứ hai là xem những cái bệnh khác mình có bị không như bệnh suyễn bệnh viêm da cơ địa à, những bệnh về nặng dị ứng khác tại vì có thể hỏi với bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để xem khi quý vị bị những cái bệnh dị ứng như vậy thì nhiều khả năng quý vị có thể thêm bệnh đặc biệt như tôi mới nói. Rồi sau khi mà chúng ta dùng kem chống nắng chúng ta xét như vậy, à, quý vị có thể dùng một số kem ví dụ như là kem steroid loại nhẹ, thì phần lớn là những cái này nó làm chậm đi cái quá trình đó. Tại vì cái cách mà chúng ta nhìn về da bị bạch tạng là một cái dạng viêm da mà nó từ 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 ăn làm cho hắc tố da nó bị ảnh hưởng cuối cùng không sản xuất được hắc tố da khiến cho da chúng ta bị trắng đi thì đây là những cái mà chúng ta nói với hiện tại về chúng ta hiểu về bệnh bạch biến là như vậy Wow, well, um, khi mà tôi đang nói chuyện với quý vị bây giờ năm 2019 nó có một số cái chữa trị khá là hay về bạch biến hay còn gọi là bệnh LIGO thì một trong những cái đó nó gọi là Jack Kenny Inhibitor thì đây là một cái loại thuốc mà rất là mắc tiền phần lớn những bệnh về da bây giờ bệnh mới hay là thuốc mới đều rất là mắc tiền thì làm cái cách nó, nó 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 hoạt động như thế nào là nó đi thẳng vào và nó khóa lại cái chuỗi mà làm cho ảnh hưởng tới hắc tố da thì đó là một trong những thuốc bây giờ mà FDA vẫn đang nghiên cứu để chưa có được approve nhưng mà tôi tin là một ngay gần đây sẽ được approve thì đó là cách chữa trị khá là hiệu quả wow chúng ta gần hết câu hỏi này. mừng quá làm sao để vết thương đoạn chiến ở bằng chân của người tiểu đường mau lành câu trả lời này câu hỏi này quá dễ chữa bệnh tiểu đường tốt là nó sẽ mau lành thôi tại vì tiểu đường như quý vị cũng biết rồi là một trong những bệnh ảnh hưởng tùm lum hết Đã ảnh hưởng chính nhiều nhất là mạch máu và hệ thần kinh thì khi mà ảnh hưởng đến mạch máu và hệ thần kinh khiến cho máu tới cái vùng này những cái mạch máu nó bị tổn thương khiến là không thường là không đủ máu hoặc là máu quá dư à, tới cái vùng này và thứ hai là dây thần kinh bị bị hư đi theo thời gian thì đó là hai cái nguy hiểm nhất của biến chứng tiểu đường à, khi mà chúng ta không đủ máu cũng giống như là không đủ dinh dưỡng tới thì cái vết thương lúc nào nó cũng lâu lành hơn và cái quan trọng hơn là dây thần kinh chúng ta không có đủ không mất để chúng ta mất rồi thành ra cái việc mà bị cắt chúng ta không biết là cái vết cắt chúng ta vết thương chúng ta khi mà chúng ta bị chúng ta không có chú ý chúng ta cứ đụng hoài và như vậy thì cái vết thương nó cứ bị sói bị sói khiến cho vết thương lâu lành như vậy câu trả lời đơn giản là chữa tiểu đường tận gốc thì vết thương sẽ mau lành thôi rồi câu hỏi cuối cùng là xin bác sĩ chia sẻ về loại kem chống nắng tốt cho phụ nữ à, câu trả lời của tôi thật sự rất là đơn giản là à, quý vị có thể mua những loại kem chống nắng ở những cái hãng uy tín tôi nói hãng uy tín là như thế này tại vì à, có một cái nghiên cứu là mỗi ngày như tôi nói chuyện quý vị bây giờ là có rất là nhiều hãng mỹ phẩm ra đời và có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sản phẩm mới nhưng có một số điểm cơ bản là những cái hãng uy tín, ví dụ như là Neutrogena, Cetaphil, Lubiderm, Dermatologist, những cái hãng này, tôi nói là tại Hoa Kỳ nha, thì đã sản xuất những cái sản phẩm này từ rất là lâu và họ có một cái quy trình kiểm định chất lượng rất là nghiêm ngặt. Thế ra tôi khuyên là nên mua sản phẩm từ những cái hãng này thay vì những cái hãng quý vị mà không biết. Thứ hai nữa là quý vị có thể mua kem mà có kem chống nắng SPF, là chữ Sun screen factor thì thường thường SPF trên 50 50 quý vị nha thì đây là hai cái loại cái những cái điểm quan trọng nhất à, và một điểm quan trọng nhất là khi dùng kem chống nắng quý vị phải biết dùng cách đúng bằng cách nào là khi quý vị dùng sức lên là không nên đi ra nắng liền à, cái, cái cái sai lầm rất là thông dụng của người Việt chúng ta tôi nói tại Hoa Kỳ thôi tôi không biết tại Việt Nam như thế nào là mới sức kem chống nắng xong là nhảy có ùm xuống hồ bơi đi bơi liền không đúng không đúng quý vị phải sức ít nhất là hai chục phút, nghĩa là sức xong phải ngồi đó nói chuyện, đọc Facebook hay là theo dõi trên Facebook của tôi cái gì đó, đọc xong một cái bài rồi thì quý vị mới chạy xuống họ bơi bơi lúc đó kem chống nắng mới có tác dụng nhé. thì đó là một trong những cái điểm quan trọng nhất là của kem chống nắng là cần phải dùng đúng và bằng cách đó. Ok bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại cái phần online để xem có câu hỏi nào mới không Tại vì tôi nhớ là à, Bây giờ tôi sẽ trở lại cái phần livestream trên này rồi như vậy thì uh, trợ lý của tôi đã phụ tôi trong vòng 50 phút vừa qua và hôm nay chúng ta đi khá là nhanh phong quý vị à, bây giờ chúng ta đã trả lời cũng trên hai chục câu hỏi rồi À, không, hơn nữa chứ, 20, 25 câu hỏi à, Tôi hy vọng là à, Khoan cho tôi đọc một số comment trên đây Tại vì thấy có một số comment mới À, cái câu hỏi này thú vị Bác, bác sĩ cho hỏi bệnh lupus có ăn được cần tay không? Em cảm bác sĩ nhiều à, Cái câu trả lời của tôi là Thật sự bệnh lupus, quý vị, ăn được hầu như tất cả các loại Cái quan trọng nhất là ăn vừa đủ Và ăn cái gì cũng đủ thôi à, một trong những cái điểm quan trọng nhất của trong cái phần thực phẩm mà ảnh hưởng tới bệnh tôi hay nói chuyện là việc ăn cái gì là ăn nó vừa đủ thôi đừng ăn quá mức dù với vị nghe người ta nói là à, cái này nó tốt cho sức khỏe mà dụ ăn quá nhiều thì cũng thành độc à, tính đến một cái bệnh một cái ví dụ đơn giản thôi là à, ví dụ như là dưa leo chẳng hạn bởi vì nghe nói à, ăn dưa leo có thể là tốt cho táo bón có thể đắp mặt nạ nhưng bởi vì có thể là ăn quá nhiều dưa leo quý vị sẽ bị những bệnh khác thành ra cái quan trọng nhất của đồ ăn nhất là thực dưỡng là nó vừa đủ và nó không có quá mức quý vị nhé à, trong 5 phút còn lại thì tôi sẽ à, chia sẻ tí xíu hơn về cái chương trình livestream trong vòng một năm qua cũng giống như là những cái bước sắp tới à, của chương trình livestream đến như thế nào À, chúng tôi hy vọng là sẽ được à, nhận được tiếp tục những câu hỏi của quý vị để chúng tôi có thể đọc và chia sẻ và qua mỗi câu hỏi đó tôi có thể có thể giải thích thêm bệnh ví dụ như lúc nãy như trong 25 câu vừa qua thì có nhiều câu hỏi quý vị cũng thấy được là chúng ta cùng nhau học à, nhất là quý vị có thể biết được thêm về cái bệnh này từ người khác và bằng cách đó chúng ta giúp mình khỏe hơn giúp cho người thân mình khỏe hơn khi mà chúng ta biết tôi tôi thành thật tôi khuyên quý vị là những bệnh về ung thư quý vị đừng có nên nghe người ta trả lời hoặc là tư vấn online tại vì đây là những bệnh cực kỳ liên quan tính mạng của mình quý vị cần phải gặp bác sĩ tư vấn trực tiếp à, những cái câu hỏi của tôi về ung thư hay những câu hỏi chung chung như vậy tôi cố gắng trả lời ở mức độ chung nhất có thể để những bệnh nhân bị ung thư khác họ sẽ có lợi từ câu trả lời này chứ uh, thường thường kinh nghiệm tôi là ung thư là một trong những bệnh rất là phức tạp mà chúng ta cần phải dựa vào tình hình của mỗi người mà cái quan trọng hơn là chữa ung thư là phải tìm vào cái nơi mình đang sống nữa tại vì tôi thật bệnh nhân đã ở việt nam mà tôi đưa cái phát đồ điều trị bên mỹ là nó không thực tế cho dù cùng một chứng đoán cùng một tuổi uh, cùng hết nhưng mà cái vị trí nó khác nhau là cái cách chữa nó cũng đã khác nhau rồi đúng không quý vị uh, như vậy thì à, tôi xin được phép chuẩn bị kết thúc trong vòng một vài phút nữa à, và hy vọng là quý vị đã có một cái buổi à, livestream chung với tôi à, khá là thú vị à, nói cái chữ livestream thì tôi mới nhớ à, có một cái câu chuyện mà tôi kể quý vị nghe à, sáng nay có một bác cũng lớn tuổi rồi nói với tôi là à, bác đã gần đây là bác đã biết qua chương trình gọi là livestream bác nói nha bác sĩ bác sĩ live 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 stream bác, bác nói cái từ live stream là tôi rất là buồn cười tại vì bác không mình nói là live stream nhưng bác là, là live chim thầy bác nói là bác sĩ phải 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 live stream hoặc là phải chim đúng giờ à, tại vì ở đây tụi tôi um, khác giờ tụi tôi không có coi được cái 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 cái, cái chim của bác sĩ à, tôi nghe cái đó tôi thật sự rất là <laughs> Không biết nói sao tại vì cái chữ đó Chữ livestream mà bác đọc như vậy Thì nghe rất là vui Quý vị ha Chúc quý vị một buổi tối Tại Cali an lành Cũng giống như tại những cái tỉnh miền đông của Hoa Kỳ Chắc bây giờ cũng sắp 12 giờ rồi à, Tại Việt Nam thì Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ Và hẹn gặp lại quý vị Trong những buổi nói chuyện sắp tới à, Quý vị có câu hỏi Có thể gửi trực tiếp tới AskDrWinAtVietMD.net Và chúng tôi hy vọng sẽ được Tiếp tục hầu chuyện với quý vị Trong tháng sau cảm ơn quý vị nha